Trong đợt tập trung lần này của đội tuyển quốc gia Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải tiếp tục được huấn luyện viên Park Hang-seo tín nhiệm trao cho tấm bảng đội trưởng. Đây được coi là quyết định dễ hiểu của thầy Park, bởi lẽ từ lâu, Hải Quế đã trở thành một phần không thể thiếu của đội tuyển. Không chỉ xuất sắc ở khâu phòng ngự, trung vệ của Viettel còn đặc biệt nguy hiểm khi hỗ trợ tấn công bằng những đường truyền dài vượt tuyến của mình. Ngay bây giờ, hãy cùng Nextpot xem lại những pha kiến tạo vô cùng đẳng cấp của đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Hiện tại thì mọi người cảm thấy tinh thần rất là thoải mái. Sau một thời gian dài thì mới quay trở lại tập trung, và cái mục tiêu trước mắt của toàn đội thì cũng rất là rõ ràng. Ba trận đấu ở vòng loại World Cup và toàn đội đã sẵn sàng để bước vào những cái mục tiêu và đạt được những cái thành tích mà tất cả mọi người đang rất là mong đợi. Thời điểm này thì mọi người cũng đã trải qua 12 vòng đấu, phải thi đấu liên tục thì tất nhiên là thời gian đầu khi lên đội tuyển thì chắc chắn là thầy Park và ban huấn luyện sẽ có những cái giáo án phù hợp để cho các cầu thủ có thể hồi phục cũng như là lấy lại cái thể trạng tốt nhất. Trận đấu nào thì cũng rất là khó khăn, các đội đều có mục tiêu riêng và hai trong ba đội bóng thì vẫn còn cơ hội để đi tiếp, nên là cái việc chuẩn bị cho cái quá trình chuẩn bị này sẽ phải thực sự là một quá trình chuẩn bị tốt để bước vào ba trận đấu. Mục tiêu của toàn đội là sẽ cố gắng đạt từ 4 đến 6 điểm trong ba trận đấu tới và cố gắng thi đấu tập trung và thể hiện thật là tốt để có thể đạt được cái mục tiêu và cái thành tích mà mọi người đang rất là chờ đợi. Sau khi tiêm vaccine thì hiện tại là sức khỏe mọi người cũng rất là ổn định, tất cả mọi người cũng đã quay lại trở lại thi đấu ở vòng 1 và 2 của V-League. Thì hiện tại thì ngoài một số cầu thủ đang chuẩn bị chấn thương thì tất cả các cầu thủ còn lại đều đang có cái chuẩn bị tốt, tinh thần tốt để chuẩn bị được cho quá trình chuẩn bị này. Hiện tại thì đang trong thời điểm biến dịch rất là phức tạp, nên là tất cả mọi người từ ban luyện cho đến các cầu thủ đều ý thức được cái việc phải giữ gìn cái sức khỏe của mình, phải ý thức hơn trong những cái sinh hoạt hay là những cái việc mà những công việc cá nhân thì mình có thể bỏ qua để có thể tập trung vào cái công việc lớn hơn của đội tuyển. Cái đấy thì mình nghĩ là ý thức các cầu thủ cũng rất là tốt, mọi người cũng đã xác định được điều đấy khi trước khi lên đội tuyển. Quan trọng nhất là cái mình cần phải hy sinh những cái điều nhỏ nhặt để hướng tới những cái mục tiêu lớn hơn của đội tuyển.